Hôm nay đó là đến đây đây quý vị mọi người cúng viếng rất là đông và có gặp anh Hải. Anh Hải hôm nay anh cũng tới đây nè quý vị. Em chào anh Hải nha. Anh Hải đến đây hôm nay mình phục vụ bà con ca hát ha. Em thấy ngoài nắng quá tèn luôn nè. Trời ơi. Rồi anh đi tới đây từ nào tới giờ với anh? Đó là sáng rồi. Dạ. Bây giờ giữa trưa nắng quý vị ơi. Thì mọi người cũng biết rằng anh Hải là một trong những người rất là nổi tiếng về vòng ca hát và đàn này kia vậy. Dạ. Chào chú. Dạ. Thì hôm nay được có duyên đến đây hội ngộ cùng với anh. Anh tự biên soạn cái đồ đạc của mình để mà ca hát luôn nha quý vị. Anh bây giờ bán số hết. Anh bán vé số hả? Bán hết rồi. Có nghĩa là anh bán vé số kèm theo trong cái lúc mà hát đó ha. Ai mua ủng hộ thì mua đó ha. Dạ, anh cho hỏi là anh hôm nay bao nhiêu tuổi anh Hải? Anh Hải hôm nay 49 tuổi. Dạ, bây giờ anh đang thử. Dạ. Anh đang thử trong này là một đình tây quý vị, có rất là nhiều người ta xem kìa. Mọi người hãy tặng một like nha, và cũng như ai chưa đăng ký kênh YouTube thì mọi người đăng ký kênh YouTube Hoài Thương nha, ủng hộ tinh thần cho Hoài Thương và cũng như động lực cho mọi người. Cái video tiếp theo Hoài Thương sẽ cố gắng đi quay cho mọi người chúng ta cùng xem ha. Dạ, bài hát gì anh? Bài gì anh Hải? Về đâu mới tóc người thương. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị nha cùng ngắm nghe thưởng thức. Qua đây thì đãi từ thiện miễn phí đâu quý vị, rất là lớn. Người ta đi ngang ta cho ta gửi tiền á. Buồn lửa xa vào tô mẫn em, chiều nào gió tố bình dề, thấu thương nào bóng sáng đó để tâm lại tôi. Hay không chú? Hay không? Đời lắm phóng trần tay trắng tay, trời ông lại gió người phải cùng lâu lắm không ngoài ngõ mỗi chi đã cao niềm yêu thời ơn chi bên nhau xa tình xa và lý đến khi mây sầu về mắt em say buồn sâu, mắt mắt tôi sầu buồn sâu. Là nghe tiếng ca, tiếng la cầu buồn phố muôn màu sao thiếu em. Về đâu là ngóng sầu buồn sâu. Lâu vẫn không người sống khép kín nhớ em tôi gọi tên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.